Wait, what? Đập xe đập đập nè. Có ai trong mày con à? Ghê không? Ảo ngay. Làm sao mà các bạn không biết cái kiểu reset như vậy? Cái trò này ít bạn biết lắm nha. Kinh. Bung để xét chỗ đó dễ ồ mà. Lọc liền kinh quá mà. skill mới cho các bạn đó. Các bạn sẽ xử vô đó nha. Hôm trước mình chỉ các bạn xài khúc đầu để đúp xe đúp á, mà mình so sánh rồi kiểu cái góc chữ U mình bắn nó vẫn mạnh hơn, còn đầu đúp theo đúp nó cũng không nhanh bằng. Rồi ESO dễ lỗi lắm đó nha. Đang chờ cái con Athena ra là có mấy bộ đồ siêu nhân nữa, đã lắm. Gì vậy trời, lại khịa. Ừ thì mình đâu có tuổi đâu, bạn có tuổi nhưng mà bạn tuổi lờ. Có khi nào ghé trong khu ông ta. Kiểu ngu vậy. Ừ, có bờ rô, có bờ rô. Như thế
thì được điệp liều. Thứ hai bút hai phần. Hôm nay mình làm cho nó nhuyễn quái. Cái bữa mà ESO mới ra mình làm còn to không à. Cho con xe này nó không tốc lâu thì ESO nữa chứ. Chị đã kéo lỗi nó lên kêu mất tiêu. Rồi cái đó cũng dễ lỗi lắm mà. Ê, cái map này đó, hồi như vậy nha, kéo mà lên skill cách chạy với star các bạn. Đi anh. Nghe sổ thốn thế. À mà cũng được. Cái ESO này kiểu như mấy khúc cua mà các bạn cảm giác vượt được đối thủ thì xài cũng tốt. Tại nếu mà xài vượt đối thủ thì nó cho cái tốc độ một khoảng thời gian nữa mà. Mà không vượt đối thủ nữa chỉ bắn lên thôi. Có bút nữa, rồi thủ không có bút nữa. Nổi. Nhờ cái ESO á, lỗi bất nặng á, cái ESO nó lợi hại. Nhiều khoa các bạn sử dụng để viết lỗi cũng rất là ngon. Chạy mấy con Esta với lại S phân quyết á, tự nhiên chạy con Lambo, tự nhiên Lambo nó nhẹ vãi luôn, cảm giác nó khác luôn. Ok thì clip đến đây thôi nha. Các bạn xem clip thứ hai thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho mình nhé các bạn. Hẹn gặp các bạn trong những clip hôm sau nhé. Bye bye. Đừng quên nhấn like và subscribe nữa nha.